số 7 hết số luôn rồi, hết số luôn. Ồ, rất nhanh như vậy. Thắng sao? Hai, xin chào mọi người đã trở lại kênh xe đạp tần số Thiện Nguyễn. Rồi, mình giới thiệu em thứ hai là một cái em xe đạp bãi biển thương hiệu của Mỹ, cũng lần đầu tiên có mặt trên kênh xe đạp tần số Thiện Nguyễn. Nó hiệu là Electra. Thì mình nói sơ về lịch sử của thương hiệu này thì nó thành lập năm 1993 ở Mỹ, mà bây giờ năm 2014 là nó là công ty con của thằng Chết luôn, có lẽ nó bán lại cho thằng Chết. Thì cái dòng này á, khởi điểm là nó sản xuất những xe cổ điển, dòng những dòng xe cổ á, người ta sưu tầm, nó vừa mắc tiền mà nó vừa có phục hồi, cho nên cái nhu cầu nó tăng nữa, xuất phát từ nhu cầu đó để sản xuất những xe đạp cổ điển nhiều phong cách. Mà thường là đây là một chiếc dòng phong cách bãi biển ha, hình dáng cổ điển nhưng mà cái công nghệ của nó lại là hiện đại, cho nên nó cũng được rất là ưa chuộng ở những thị trường Mỹ và những thị trường khác. Thì em thấy tổng thể cái sườn này không, đen lì luôn đó, kết hợp với những cái bánh 26 bánh béo ha, rồi những cái ghi đông của nó vuốt ha, ghi đông giống như là cánh én mà vuốt về phía sau rộng ra hai bên, nó khác với Fuji nãy. Và cái sườn của nó còn thấy màu đen lì, có những cái hoa văn, và cái logo của nó là logo nhôm luôn. Cái thanh đứng nó thì cũng là tròn, còn cái thanh ngang nó cong lên, và cái thanh dưới thì nó cong xuống, nó làm tạo một cái bầu rộng ở đây, mình có thể thiết kế máy nổ ở đây được và có thể độ lên trợ lực. Và đặc biệt cái giò dĩa, cái trục giò dĩa nó lại trượt qua phía trước, thì làm cái yên thì ra phía sau, làm cho người đạp cái tư thế rất là thoải mái, giống như dựa lưng có thể ngửa ra sau mà cầm luôn. Rất là nó thiên về, không phải thiên về tốc độ mà thiên về sự tiện nghi và thoải mái để đạp những trên cung đường bãi biển. Thì chiếc xe này gốc của nó là đùm một số trả ngược thôi. Thì mình thấy xe của Mỹ mình sẽ mạnh dạng để độ lên một cái em đùm của Mỹ luôn, S-Ram 7 số, để cho nó đẳng cấp, cùng đẳng cấp để nâng tầm chiếc xe này lên ha. Anh em nào mà được giao lưu chiếc này là cũng là hiếm độc lạ ha. Khung nó rất là thanh thoát và có gia cố thêm một cái thanh nhỏ chạy dọc từ trước ra sau, ra cái chân ra phía sau sườn sau luôn, rất là mềm mại ha. Thì nó thiết kế mình thấy không, rất là mềm mại tròn trịa cho xe. Và cái phần đuôi của nó có những cái tam giác này, nó nhìn nó thêm phần mạnh mẽ cho xe ha. Và nó có những cái điểm nhấn cái màu xám để sơn màu xám với màu bạc để nó tô điểm lên cái phần tem của chiếc xe hiệu Electra. Và bây giờ mình đi vô cái bánh trước. Bánh trước cũng là bánh 26 inch ha. 26 cũng là 1.25, là giống như cái size của cái chiếc Fuji luôn. Vỏ này vỏ Chansin. Ở đây là nó đặt cái logo của nó Electra luôn, nó giống như đặt hàng vậy ha. Thì khâm của nó là cũng trăm inox, đùm trước màu bạc luôn. Rồi niềng của nó là niềng nhôm ha. Nhôm đen. Thằng này đặc biệt là không có thắng nha mọi người. Không có thắng trước, không thắng sau luôn, cho nên niềng rất là mới mẻ. Rồi anh kết hợp với cái dè nhựa cũng rất là vừa vặn với lại cái bánh trước này ha. Rồi mình ra bánh sau. Bánh sau cũng là bánh 26, cam inox sáng, vỏ Electra từ hãng Chansin. Thông số của nó là 26 1.25. Đặc biệt cái đùm sau, cái đùm S-Ram. Đùm S-Ram đợt trước mình cũng có dịp mình giới thiệu với mọi người rồi ha, cho trên một cái chiếc kia mình độ lên. Chiếc kia xe đó của Mỹ luôn, S-Ram này cũng của Mỹ luôn. Rồi sẵn mình test cái đùm ha. S-Ram này nó xài một cái dĩa, cái clip hơi lớn, có thể clip 20 nha mọi người. S-Ram S7 ha, mới ken xà beng. Và cái cặp te của nó màu đen cũng rất đẹp ha, Cruiser, có những cái hoa văn tam giác nhọn rất là đẹp ha. Rồi cặp te màu đen luôn. Và giò dĩa của nó cũng là cổ điển cho những chiếc xe bãi biển bằng sắt pidan nhỏ ha. Rồi bây giờ mình test em nó ha. Đây, số này là bắt đầu đang số 1 nha. Rồi số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Đây, số 7 ha, 7 hết số nó này. Số 6, số 7 đây. Ui, quá dữ luôn. Đó, trớn khủng luôn. Và xe này không có thắng nha mọi người, thì thắng sao? Trả ngược cái thắng. Thắng liền ha. Đây, trả số lại. Quay lên.
trả cái đạp ngược lại là thắng luôn. Đặc biệt chiếc xe tối giản ha, rất là tối giản, chạy mềm mại êm ái liền lạc, nhẹ nhàng thanh thoát đó, tối giản luôn cho một chiếc xe. Rồi giờ mình lên bộ đầu. Bộ đầu em này vô cùng đơn giản, có logo Electra chữ E với cái chữ USA, làm biết thương hiệu của Mỹ ha. Đó, giống như vương miện đen Electra USA. Rồi chén cổ của nó cũng chén cổ cổ điển thôi, cổ nhỏ, cổ dặn nhỏ màu bạc. Rồi bông tăng màu đen, số 7 ngóc đầu lên, mục đích nó vẫn là ngóc đầu. Rồi ghi đông, ghi đông này là bằng thép không rỉ, thép hết 500 ha mọi người. Nó ghi đông này cũng rất là khó kiếm ha, nó có tem này trên đây luôn. Ghi đông nó hình cũng cái nén mà nó giật ngược lại, mục đích là nó nâng cao và gần cái tay để gần với cơ thể, là một cái ngồi là nó căn này không phải thẳng lưng nữa mà ngửa lưng luôn, ngửa lưng ra đạp ra phía trước để tối ưu cái lực đạp ha, rất là thoải mái. Rồi trên đây kết hợp với một cái chuông gõ đơn giản thôi, cái tay cầm cũng bằng cao su, tay nắm cao su theo xe rất là êm ái. Đây tay dặn Electra 7 số ha, lần thứ hai xuất hiện trên xe đạp đường số Thiên Nguyễn. Máy đùm này bây giờ dòng Electra nó không sản xuất nữa mọi người ha, mang tính chất sưu tầm thôi, nó không sản xuất nữa. Đó, số 7 số. Rồi ra phía sau thấy nổi bật lên cái phần cổ dê nhôm sáng giới, tương phản rất đẹp ha. Rồi kết hợp cái khuyên này nó bằng thép luôn, xe này gần như full thép, mặc dù full thép nó nặng rồi, mình chạy thử rồi, khí động học lực đạp rất là ngon, đạp chạy nhanh hơn em Fuji kia luôn, rất là thoải mái ha. Cái yên có một cái lò xo này giống như lò xo nhúng, khi mà dằn xuống cái nó lúng xuống một cái giống như là có phục nhúng, rất là êm ái ha. Đó, phần mốt ngồi rất êm, rất là thể thao, thoải mái ha. Rồi kết hợp cái chống bằng thép luôn, đó là chuyện cho những cái dòng xe Mỹ, nó chống giữa, nó nằm ngay hàng lên cái trục lua của xe luôn. Rồi bắt đầu mình trải nghiệm em Electra của Mỹ, bãi biển ha. Đây không có bãi biển này, mình chơi ở cung đường gần trường học, cung đường này cũng rất là thoải mái như bãi biển. Nhẹ nhàng khởi động ha, số 1 bắt đầu vô số 2, số 2 chạy như không chạy, số 3 đó. Cái tay lái nó vừa cao mà nó vừa gần người nữa, tức là mình chạy giống như là thẳng lưng luôn á, giống như ngồi ghế sofa vậy đó, chạy cái yên cũng rất thoải mái nè. Đó, chúng mình lên cái đoạn dốc này sẽ nhúng cho mình coi ha, này đường bằng đó, lên số 3 xe này không có thắng gì hết luôn, rất là tối giản ha, có cái chuông vậy thôi. Đây, chạy thoải mái, bánh béo 26 inch 2.15. rồi tới thắng cái là xong đó, mình đang chạy tàn tàn số 3, trả lời số 1. Rồi giờ quẹo nha, đây chuông nhúng rất là đã. Rồi bắt đầu lên tăng tốc nha, số 2, số 3, đùm Electra 7 số rồi, đùm Mỹ, xe Mỹ đi với đùm Mỹ, số 4, đó thẳng dò luôn, số 4, số 5, đó, tốc độ ha, số 6, nhiêu cây số rồi, 30 luôn, hơn 30 luôn. Số 7 hết số luôn rồi, hết số luôn. Ồ, rất nhanh nhưng mà thắng sao. Ngẫu hứng nó mới giữ. Chỗ cát này nè. Rồi mình vừa giới thiệu với mọi người hai dòng xe bãi biển, một dòng đến từ thương hiệu Nhật Bản Fuji, có tuổi đời trên 100 năm, một em nó là tuổi đời khoảng 30 năm đó, thì hai em nó có những đặc tính mình đã giới thiệu rồi. Thì mình nói về cái size khoảng 38, em này là 40 tại chân đó, 48 luôn, thì em này có thể phù hợp với lại những người cao từ 1m6 tới 1m7, còn em này có thể là 1m65 tới 1m75 là đi thoải mái em này ha. Ai mà phù hợp với xe này và thích cái dòng xe đặc biệt này thì mình giao lưu với mọi người nha. Thì lần nữa là những ai lần đầu tiên đến kênh xe đạp số Thiên Nguyễn
thì nhớ đăng ký kênh ha, để bấm nút cái chuông là sắp tới như có những video giống như thế này thì mình sẽ được là người được xem đầu tiên. Và những cái clip này nếu mà thấy thú vị thì mình nhớ like, nhớ share, có comment gì dưới ha, để mình có động lực, có yêu cầu gì đó mình sẽ làm những clip theo gợi ý của mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.